Người mưa đừng rơi để nụ cười ngát sâu bờ môi, cứ đông đến nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi, ngoài nước mắt cũng những nỗi buồn. Cơn mưa thêm nặng hạt, người vội vàng sánh đôi cùng anh. Những năm tháng ban đầu đành ngậm ngùi đừng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì ấm ngập lý do đặt ra, cứ vội vàng anh rời xa em. Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhạc Bá Hưng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố hiện đại nằm ngay trên trục đường Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, sâu 14m và được xây dựng với kết cấu một trệt đúc kiên cố 3 lầu. Nhà này được tặng full nội thất lên tới phải tầm 400 triệu đồng. Chúng ta sẽ được làm theo phong cách nhà phố hiện đại cực kỳ trẻ trung luôn. Với lan can bằng inox và kính cường lực, chúng ta sẽ được trang trí mặt tiền rất là hiện đại nha. Hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp với những quý anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Đây là một căn nhà phố hiện đại giá rẻ còn sót lại tại trục đường Nguyễn Văn Lượng, đối diện với siêu thị Lotte Mart nha. Nhà mình cách trục đường Nguyễn Lượng khoảng tầm 100m thôi. Và đây là con đường này có độ rộng khoảng tầm 4m, đường cụt nội bộ và nằm trong khu nhà hiện hữu dân cư ở lâu đời rồi. Khu nhà mình cũng rất là văn minh nha. Con đường này thì xe hơi có thể chạy ngang qua. Con đường khá là đông dân nha mọi người. Và chúng ta cùng theo chân nhà bác Hưng di chuyển vào khu vực bên trong. Trước tiên nhà mình sẽ có một lớp cổng sắt và một bộ cửa nhôm sifa làm sát nhau. Nhà này xây dựng hết đất luôn nha mọi người. Đây sẽ là khu vực phòng tiếp khách, có thể đậu một chiếc xe hơi nhỏ nhỏ ở phía ngoài được. Sàn gạch bóng kính gạch 80. Và chúng ta sẽ được tặng lại sofa, một cái hồ thủy sinh và kệ tivi. Trên chúng ta sẽ được bố trí đèn chùm trần thạch cao rất đẹp nha. Tường bên tay trái chúng ta sẽ được ốp nhựa giá gỗ cực kỳ đẹp và sang trọng luôn. Đây là một căn nhà phố hiện đại rất trẻ trung và cực kỳ sang trọng tại trục đường Nguyễn Văn Lượng. Và quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà ở khu vực này thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Bác Hưng để được sở hữu căn nhà này nha. Là mình thì đối diện với siêu thị Lotte cách trục đường Nguyễn Văn Lượng khu vực Cityland khoảng tầm 100m thôi. Tủ rượu bên này đối diện cầu thang. Cầu thang sẽ được làm tay vịn gỗ sồi và ốp đá hoa cương. Chạy đèn khu vực dọc khu vực cầu thang nha. Ở khu vực dưới chân cầu thang sẽ được làm toilet và ốp gạch bóng kính luôn. Sàn phòng bếp cũng được làm sàn gạch 80. Tường ở khu vực này chúng ta sẽ được ốp gạch lên cao kín tường, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi nha. Với mẫu nhà phố hiện đại cực kỳ sáng và đẹp, có bộ bàn ăn ở đây. Khu vực bên trong này sẽ là không gian phòng bếp nha, tủ nhựa an cường. Chúng ta sẽ được làm ngăn để tủ lạnh, ốp đá trắng sứ và dán kính cường lực. Phía sau này của nhà mình sẽ có khu vực giếng trời nha. Đây, có giếng trời trang trí cực kỳ thoáng mát rồi. Nhà này hướng chính nam, giá tiền là 6 tỷ 800 triệu đồng. Giá này chúng ta vẫn còn thương lượng nha anh chị. Và quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua nhà tại khu vực phường 16 đối diện với Lotte
thì chúng ta không nên bỏ qua căn nhà đẹp này. Rất đẹp, rất lung linh luôn. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực phía trên nhé. Hướng chính nam nha mọi người. Nhà này làm theo kiểu lệch tầng. Chúng ta cùng tham quan phòng ngủ phía sau. Có 4 phòng ngủ, 5 toilet. Cửa nhà mình sẽ là cửa nhựa. Sàn gạch giá gỗ. Có tủ quần áo, kệ tivi và giường đệm có sẵn luôn rồi. Tường bên này sẽ được ốp gạch lên cao hết tường này. Đi sẵn nữa ống máy lạnh. Cửa sổ ra phía giếng trời và có toilet riêng. Bồn cầu aqua. Quả trứng. Có vách tắm kính nha mọi người. Nhà làm cũng khá là cao cấp và giá tiền cũng hợp lý. Và quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà ở khu vực này thì chúng ta hãy alo trực tiếp về tới nhà Hưng theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta sở hữu căn siêu phẩm nhà đẹp này nha. Rất đẹp, rất sang trọng. Có tủ quần áo ở sát với cửa chính phòng ngủ và trên này cũng được bố trí đầy đủ nội thất như vậy. Bàn trang điểm này, giường 1m8. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có cửa nhôm sim pha rèm cửa. Ban công đúc khoảng tầm 1m2 và lan can bằng kính. Đây là một căn nhà đối diện với siêu thị Lotte khá là đẹp nha mọi người. Anh chị nào đang có nhu cầu mua ở thì đây là một căn nhà rất là hợp lý để chúng ta mua nha. Chúng ta còn chần chừ gì mà không gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta sở hữu căn nhà này. Đây. Bồn cầu quả trứng này. Lavabo đồ tốt hết, aqua. Gạch ốp cao lên hết tường. Chúng ta cùng di chuyển lên lầu 2 nha. Nhà đã hoàn công sổ hồng rồi. Anh chị nào đi xem thì chữ alo về tới bên em để được sở hữu với giá ưu đãi nhất. Đây sẽ là khu vực phòng ngủ số 3. Thì cũng giống với bên dưới, chúng ta sẽ được bố trí đầy đủ như vậy. Phòng cũng khá rộng. Nhà này chúng ta vẫn còn thương lượng được nhiều nha. Anh chị nào quan tâm thì hãy gọi về tới bên em. Và dưới này là phòng ngủ số 4 nha. Nhà làm theo kiểu lệch tầng. Rất đẹp nha mọi người. Chỉ chờ quý vị đến tham quan và sở hữu thôi. Di chuyển lên đây chúng ta sẽ có khu vực giặt đồ phía sau, phòng thờ phía trước và sân thượng trước nha. Đây là khu vực giặt và sân phơi đồ này. Chủ nhà đã có làm khung sắt, có cầu thang di chuyển lên trên. Và khu vực này được ốp gạch lên cao hết tường nha. Phía trước này sẽ là khu vực phòng thờ và sân thượng trước nha mọi người. Đây, phòng thờ này. Về chúng ta làm thêm bộ cửa nhôm và lợp mái nữa là ok nha. Đây là khu vực sân thượng trước để chúng ta vui chơi. Trên có treo đèn kết hoa rồi, chỉ giờ chỉ lợp thêm một hai bên khung sắt đấy là được rồi nha. Và làm kính bên trên rồi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý anh chị nào xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.